chào mừng các con đã quay trở lại với phần 2 của bài giảng Unit 4 Music and Arts A Closer Look 2. Trước khi đi vào phần kiến thức ngày hôm nay, các con hãy cùng theo dõi cuộc trò chuyện giữa hai người bạn, Mi và Nam, trong một quán cà phê. Bạn Mi nói: Coffee here is so good. I like it. You're right. I like it, too. I drink coffee almost every day. Me, too. Coffee helps me work better. Như vậy, cô có câu hỏi dành cho các con như sau. Khi bạn Nam muốn nói rằng bạn ấy cũng thích uống cà phê giống như bạn Mi, thì bạn ấy đã nói như thế nào? Cô chúc mừng các con đã có câu trả lời đúng. Bạn ấy đã sử dụng câu nói I like it too. Tớ cũng thích. Vậy khi bạn Mi muốn bày tỏ ý kiến giống như bạn Nam rằng mình cũng uống cà phê hầu hết tất cả các ngày, thì bạn ấy đã nói câu gì? Chính xác, bạn ấy đã nói là me too. Điểm chung giữa hai câu này đều là có từ too. Cô giới thiệu với các con, đây được gọi là câu sử dụng cấu trúc đồng tình khẳng định. Các con lưu ý, too được sử dụng để đưa ra sự đồng tình với một câu lời nói khẳng định, và từ này được đứng ở cuối câu sau dấu phẩy. Kiến thức này thật đơn giản và dễ nhớ phải không nào? Các con hãy trả lời câu hỏi sau đây của cô để xem chúng mình đã ghi nhớ kiến thức chưa nhé. Các con làm tốt lắm. Quay trở lại bài học, các con theo dõi đoạn hội thoại giữa Mi và Lan. Lan, do you know Blackpink is coming to Vietnam next week? I do. But I can't go to the concert. I have a class. I can't, either. I don't have enough money. Bây giờ là câu hỏi dành cho các con. Khi bạn Mi muốn nói rằng bạn ấy cũng không tham gia được buổi hòa nhạc giống như bạn Lan, bạn ấy đã nói như thế nào? Chính xác, bạn ấy đã nói là I can't, either. Cô giới thiệu với các con, cấu trúc này được gọi là câu đồng tình phủ định. Chúng mình sử dụng either để đưa ra một lời đồng ý với một lời nói mang nghĩa phủ định. Từ either cũng đứng ở vị trí cuối câu và sau một dấu phẩy. Các con sẽ cùng làm bài tập nhỏ sau đây của cô để củng cố kiến thức vừa học. Các con làm rất tốt. Bây giờ, để tổng hợp cả hai loại câu đồng tình khẳng định và phủ định, các con hãy cùng làm bài tập ví dụ sau đây của cô. Hoàn thành các câu sau sử dụng to hoặc either. Câu số 1. Bạn tôi thích nhiếp ảnh và tôi cũng thế. Các con điền to. Câu số 2. Nhìn thấy doesn't. Đây là câu phủ định. Các con điền either. Đối với câu số 3, các con tiếp tục nhìn thấy weren't. Điền either. Và câu số 4. Susan will come to the party tonight and Mary will too. Đây là câu đồng tình khẳng định. Trong phần cuối cùng của bài học, cô sẽ giới thiệu với các con một dạng bài tập phổ biến, đó là viết câu đồng tình sử dụng các chủ ngữ mới. Các con cùng theo dõi câu thứ nhất. I really miss Kate và người ta cho mình chủ ngữ là Linh. Các con lặp lại phần câu sử dụng lên từ and, sau đó sử dụng chủ ngữ mới và thêm từ to, do đây là câu đồng tình khẳng định. Đối với câu thứ hai, các con tiếp tục lặp lại câu đề bài cho, nối với từ and và sử dụng to ở cuối câu. Đối với câu số 3, đồng tình phủ định, các con thực hiện các bước tương tự, nhưng trong câu này mình không dùng to mà sử dụng either. Từ đây mình có thể rút ra rằng đối với mỗi loại câu hay mỗi loại động từ, chúng ta chỉ việc sử dụng các trợ động từ phù hợp, chẳng hạn như does, was hay hasn't tùy thuộc theo câu, sau đó sử dụng to hoặc either. Đừng quên dấu phẩy đứng ở đằng trước. Các con cùng luyện tập củng cố bài nhé. Các con làm rất tốt. Bài giảng của cô đến đây là kết thúc rồi. Hẹn
gặp lại các con trong những video bài giảng tiếp theo.